phần tự giới thiệu rất là tự tin của bạn. Và tiếp theo xin mời đội 06 SH1. Hôm nay đội 06 SH1 đến với cuộc thi của anh em. Hôm nay là có hai thành viên, đầu tiên là Lý Lại, Gia Khuê, đây là Văn Kiên, Nhà Thế Kha và cuối cùng là Duy Du. Đến cuộc thi hôm nay thì với quyết tâm là đã đi càng sâu càng tốt, nhưng mà sau đây là không biết ở chỗ nào. Và xin mời đội trẻ nhất trong ngày hôm nay, đội phổ thông năng khiếu 1. Đầu tiên cho đội phổ thông năng khiếu 1 chúng em xin gửi lời chào với tất cả các thầy cô ban giám khảo và tất cả các anh chị ngồi trong hội trường ngày hôm nay ạ. Thì đội phổ thông năng khiếu 1 tụi em là đến từ tổng thể lớp 11 sinh trường phổ thông năng khiếu Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh. Thì tụi em đến đây với tinh thần là chỉ là thi đua học hỏi với các anh chị thôi, tại vì mình thì cũng là tụi em cũng là thế hệ nhà em, bởi vì cũng không mong gì hơn là có nhận được sự cổ vũ từ là gì từ quý khán giả.